Chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo trong cuộc đối đầu bảng này. Đây là bảng A và đây là màn hình máy của game thủ Văn, game thủ quái vật, game thủ cấp 18. Và chúng ta sẽ cùng xem các anh đánh như thế nào đây. Trong một tem đối đầu hình như là tem HQ. Mà tem HQ theo mình biết thì là một vài cái ông đó là tên An. A là Ân, H là Huy, còn P là HQ, Q là Quân nên là quyền quân gì đấy chả biết nữa. Nhưng đây là đặt tên tem theo team thôi. Và đây là một tem sinh viên. Một tem sinh viên của Bách Khoa. Khá là mừng khi mà có một tem sinh viên tham gia giải đấu này. Thế nhưng mà đang thành tích là chỉ mới được thắng một trận trước BB Club thôi. Khá bất ngờ, cũng hơi khó khăn. Nhưng chúng ta vẫn hy vọng là trong thời gian tới đây thì các tem sinh viên có tham gia nhiều giải đấu hơn và sẽ có những cái tên mà họ sẽ có thể khôi phục lại được cái phong trào sinh viên ngày xưa. Khi mà ngày xưa thì đế chế Bách Khoa và đế chế xây dựng từng là những cái tem mà có thể coi như là cân với các tem top 2 hiện nay. Ví dụ như là kiểu Thái Bình, như kiểu Hà Nội 2 rồi thì kiểu Game TV 2 các kiểu ấy. Tức là Game TV mà có kiểu có vơ, có núi, có không được khóc ấy. Đấy thì mình nghĩ rằng các tem nhiều sinh viên Bách Khoa, sinh viên xây dựng ngày xưa đánh cũng không thua kém gì nhiều cái tem này quá nhiều. Thì nhưng mà chúng ta cũng hy vọng một thời gian nào đó đây thì các tem sinh viên sẽ còn trở lại được hưng thịnh như ngày xưa. Và hiện tại thì anh Gman, anh vẫn đang khá công phu trong vấn đề là muốn xây dựng lại những club sinh viên, những cái phong trào ngày xưa. Thì không biết là tình hình như thế nào. Thì thôi, bỏ qua đi, chúng ta cùng trở lại trận đấu này. Một trận thi đấu mà gần như là tem bạn Lan Sự khả năng cao sẽ một chiến thắng và khả năng tỷ số sẽ là 3-0 cho bạn Lan Sự. Xem dành cho game thủ quái vật, còn game thủ IA thì cho game thủ mẫu 4, game thủ có lẽ là game thủ Văn Tích rồi. Còn đây, như vậy đây đang là xem cho game thủ quái vật đây rồi. Đây là game thủ Persian của game thủ có lẽ 16 Văn Tổ hay Văn Tích. Và chúng ta cùng nhân đây thì đội ngũ thuyền viên, bình luận viên của Game TV cũng xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới nhà tài trợ kim cương của giải đấu. Đó là nhà tài trợ M88 với website chính thức đó là M88SB.com. Và nhà tài trợ đồng hành đó là nhà tài trợ còn đó là Trung Quyên và nhà tài trợ Pegasus Club đã tài trợ cho chúng tôi để thực hiện một cái giải đấu này. Oh, my God.